Mình chào quý vị. Hôm nay là lần mày vô chemo lần thứ tư của kỳ 2, có nghĩa là 10 lần rồi đó. Thì mai còn 10 lần nữa. Tới tháng 3 sang năm mai xong. Mỗi 3 tuần là mình vào một lần. Mỗi 3 tuần là mình vào một lần. Nhưng mà kỳ này mai đi Seattle mới chơi á. Mai xin bác sĩ cho 5 tuần. Tại vì nhiều người bệnh nhân người ta yếu á, cứ là 3 tuần vô một lần, mà nhiều khi người ta yếu người ta không có vô nổi 3 tuần một lần. Thì người ta vô 5 tuần, 6 tuần, mai cứ ngày, tuần nào, kỳ nào cứ 3 tuần một lần, 3 tuần một lần, mai vào một lần. Thì kỳ này mai xin đi 5 tuần. Thì bây giờ tuần thứ 6 mai về mai vô lại. Thì sáng giờ vô á, đang vào nè. Đang vào bây giờ. Mà từ sáng giờ vào á, mai mắt ói quá chừng luôn á. Mắt ói mà mày mệt thì mày mệt. Cái mày nói với ông xã sao kỳ này vô em mệt quá mà nghe mắt ói á. Cái ông xã kêu chắc là do mấy 6 tuần rồi mình không vào, bây giờ vào nó mệt. Thì cứ một lần xong là mai mừng một lần. Thì hôm trước mai có chia sẻ mà ngày cuối cùng mà của radiation á, là của xạ trị á, mai Lê bị trật cái tay vậy nè, mai dở không lên, chảy cái đầu, cởi cái áo cũng không được nữa, cái tay mình đau lắm, dở lên cao nữa là đau khủng khiếp. Mà mai vẫn biết là mai nói mai chia sẻ với các bạn là khi mình đau mình cứ cử động hoài, cứ tập hoài thì cái tay mình nó sẽ bớt á. Chứ bây giờ mình đi therapy vừa tốn thời gian, rất là tốn thời gian, cũng 1 tháng 2 tháng nó mới bớt chứ không phải không. Tại vì người ta tập mình á, người ta tập từ từ, ta không có chọc nhanh. Mà mai biết vậy rồi mà mai có tập, nhưng mà khi nó đau quá mai Lê cũng ngưng tập, mai Lê không có tập. Thì mai Lê ngưng tập mai Lê ngưng thì cái tay mai nó đau quá chừng luôn. Cái vừa rồi mai có đi ăn với anh chị Luyện á, thì chị Khắc Linh, chị của Mai á, chỉ là người Mỹ, chỉ làm ở trong bệnh viện á, chỉ bày Mai là tập dưới nước thì nó sẽ đỡ đau hơn. Ví dụ mình xuống hồ bơi mình tập á, thì cái sức nước á, nó giúp cho cái tay mình đi qua đưa lại, cái sức nước nó làm cho cái tay mình đỡ đau hơn. Thì Mai Ly đã làm 4 lần ở dưới nước rồi, mà bữa nay cái tay Mai Ly thấy dở lên, đỡ đau không rồi. Sáng nay là nghe feel bớt. Thì Mai Ly sáng dậy sớm tập, tối tập, rồi nhớ đâu là tập đó là tập trên bờ, còn dưới nước thì một ngày Mai Ly tập 2 lần. Thì Mai Ly hy vọng rằng nó sẽ bớt cái tay. Mai không muốn đi therapy cũng tập vậy thôi mà mất thì giờ dữ lắm. Thì lần hóa trị kỳ này mới lên thấy mệt, mà mắt ói có chừng luôn, từ sáng giờ mắt ói vậy nè. Họ vô thuốc á, mới lên mệt vậy. Cứ mỗi lần mệt nhưng mà mình nghĩ qua một lần là mình vui rồi. Tóc hôm nay mai đi nó ra màu đen đen, là các bạn thấy màu đen đen không? Hồi nó mới mọc lại nha, mới một lại là nó ra màu trắng xóa hết thôi. Rồi cái từ từ cái nó thơm ở dưới đây, chân đây, tóc bây giờ nó ra màu đen lại nè. Bây giờ tóc nó ra màu xám xám rồi. Thì hy vọng là như bác sĩ nói là sau 1 năm 2 năm là tóc mình trở lại màu đen. Rồi
nó dài hơn một chút xíu nữa thì nó khưa là nó cong 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 á, tự nhiên mai ly cũng cong, mai ly tóc mai ly dài chút xíu nữa, mai ly uống cho nó xinh. Ở đây á, mỗi người họ đưa thuốc á, mai nhìn người ta rất là mệt mỏi, mệt kinh khủng lắm. Mà mai cũng mệt chứ không phải không, nhưng mà mình cố gắng á, cố gắng cho nó khỏe. Sĩ bận rộn từ sáng giờ, sáng này sáng sớm 9 giờ là mai có bác sĩ mà radiation, thì sau tháng bác sĩ đó xong bác sĩ radiation thì mai là bác sĩ chemo treatment, xong bác sĩ chemo treatment rồi bây giờ mai lên đây mai chemo rồi mai về nghỉ trưa một tí, rồi chiều nay mai lại đi bác sĩ gia đình, tại vì bác sĩ gia đình cũng cần biết về tình trạng sức khỏe của mình như thế nào để bác sĩ gia đình theo dõi mai á. Một ngày bận rộn của bác sĩ không à, nói đi bác sĩ không mà đây cũng thấy bận rộn mệt mỏi luôn á. Nhưng mà mệt thì mệt, nhưng mà mai ly cũng thấy vui, tại vì bây giờ thì sức khỏe mình nó càng ngày càng khỏe hơn. Bữa nay mai ly đi đứng cũng bình thường rồi, tự đứng tự đi cái là những công việc bình thường mai ly cũng làm được rồi. Còn yếu thì nó cũng vẫn yếu, tay và bóp thì vẫn còn đau, nhưng mà clip thì mai ly cũng làm được những cái công việc của mình được rồi. Thì mỗi ngày á, nó bớt một ngày là mình vui, lấy đó làm niềm vui. Bây giờ mình ngủ cũng ngon nữa, tại vì tóc mình bây giờ nó ra rồi, nó không còn lạnh cái gáy nữa. Ngày xưa nó rụng hết á, nó lạnh cái gáy này dữ lắm, mình ngủ không có được, làm cho mình ngủ không có được. Còn bây giờ nó có cái tóc nó ấm á, nó làm cho mình ngủ cũng ngon nữa. Mình cứ nghĩ tích cực đi, ví dụ như là thì mình mệt nhưng mà mình nghĩ mỗi ngày mình mỗi khỏe hơn, mỗi ngày mình mỗi khỏe hơn là mình thấy vui trong cuộc sống rồi. Với lại ngay ly cũng nghĩ là nhiều khi làm cho mình nó đến với mình, nó làm cho thay đổi con người của mình nhiều thứ, thay đổi về cái suy nghĩ của mình luôn, mà làm cho mình suy nghĩ tích cực hơn. Mình nghĩ là trong cuộc sống thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Nhiều khi mình nghĩ mình có một cái gia đình hạnh phúc, con ngoan, chồng hiền, thì mình có một chút muốn sao. Mình nghĩ vậy mà mình thấy ok, vui rồi. Nên thành cố gắng, nhiệm vụ của Mai là bây giờ là chăm sóc sức khỏe, lo ăn, lo ngủ, uống thuốc đầy đủ đúng giờ. Bắt đầu từ ngày mai á, là mai đã uống một cái viên thuốc mà gọi là viên thuốc mà để cho nó chống cancer, chống ung thư trở lại. Mà uống cái viên thuốc đó là 10 năm, mai ly uống một ngày một viên 10 năm mà mai ly mới hết uống, để cho mình không có bị ung thư tái phát nữa đó. Thì mỗi ngày mỗi việc mai sẽ chia sẻ với các bạn những cái hành trình mà mai đi qua, để cho những các bạn có những cái kiến thức khi mà lỡ mình bước vào có cái giai đoạn này khó khăn nhưng mà cũng vượt qua được. Tại vì những người đi trước lúc nào người ta cũng chia sẻ cho những người đi sau khi mình đau mình phải làm gì. Còn mai là làm radiation á, khi mà nằm nửa tiếng á mà người ta bắt mình không cục cửa mệt lắm. Hôm bữa mai bị nhảy mũi thôi, mai nhảy mũi cái họ ra họ nói hồi nãy mình bị nhúc nhích á, nên là nó bắt mình làm lại thì nó mệt lắm. Mai làm 33 lần radiation là phóng tia xạ đó, phóng xạ mình á, thì
4 5 lần đầu á Mai Ly không biết, nằm mệt mỏi rã rời lắm. Rất là mệt, để chờ cho nó hết thì mệt lắm. Cái sau cái mày tập trung vô mày nằm thiền, như là mình thiền nằm á. Khi bắt đầu người ta trói cái chân mình lại nha, ta cột cái chân mình lại, bắt đầu hai cái tay mình nắm lên là mày nhắm mắt mày thiền. Mày thiền mày niệm Phật, mày đọc những cái con số, rồi mày đưa mày vào cái thiền định. Nó tích tích á, là mày xong rồi đó, đưa vào thiền định đó. Mày nằm, mày thấy nhanh không? Thank you. Yep. Did another one then too? This one you don't get. Don't get it? Mm-mm, this is what we start with, but you never get the whole thing. It's just saline. Yes. She's done? Yeah. Awesome. Mm-hmm. Oh, thank you. You're welcome. Bây giờ Mai Ly cũng xong rồi, Mai Ly chuẩn bị về á. Nói chào tạm biệt quý vị. Có những gì mới Mai Ly sẽ update để cho quý vị cùng tham khảo ha. Chào tạm biệt ha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mai Ly chia sẻ.